ta đã biết đảo Cát Bà là một quần đảo thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nằm ngoài khơi và cách thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, phía bắc là vịnh Hạ Long, cách thành phố Hạ Long khoảng chừng 25 km. Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, thì đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nhiều người còn so sánh hòn đảo này được ví như là đảo Ngọc miền Bắc, như là đảo Ngọc Phú Quốc ở miền Nam. Đây là hòn đảo lớn nhất trong tổng số 2.000 đảo lớn nhỏ trên vùng vịnh Hạ Long. Theo truyền thuyết của địa phương, tên gọi ban đầu của hòn đảo này là Cát Bà, bắt nguồn từ lúc chị em ở đây là hậu cần vững chắc cho đàn ông đánh giặc giữ nước. Cát Bà thực sự là một hòn đảo rất đẹp và thơ mộng. Nếu bạn đã đến đây, chắc chắn sẽ mong muốn quay trở lại nhiều lần hơn nữa. Đến đảo Cát Bà, nhiều du khách không thể khỏi ngạc nhiên về vùng đất với nhiều đặc sản nổi tiếng của miền biển, nhưng cũng không ít của ngon vật lạ đúng chất núi rừng của Cát Bà. Do vậy, không quá lời khi nhiều người ví nơi đây như thiên đường của hạ giới, bởi không chỉ được chiêm ngưỡng, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên mà du khách còn có cơ hội kiếm tìm nhiều đặc sản thưởng thức, làm quà cho người thân và hơn cả là ấn tượng về một Cát Bà khác, quê hương của nhiều đặc sản núi rừng và biển cả. Có thể những người trực tiếp nuôi cá, tu hài và nhiều loại hải sản khác trên biển Cát Bà cũng không làm thỏa mãn sự tò mò của du khách, nhưng điều chắc chắn rằng điều kiện thủy văn và tự nhiên nơi đây làm nên sự khác biệt. Sau hành trình khám phá du lịch đảo Cát Bà, sản vật thu lượm là những món quà được mang trực tiếp từ biển về tặng cho người thân, không chỉ chuẩn về chất lượng mà còn chứa đựng tình cảm của chính du khách với quan niệm của một đồng công một nén. Trong hành lý trở về sau tour du lịch Cát Bà, mỗi du khách cảm thấy vui vui khi có một hoặc nhiều sản vật Cát Bà do chính họ tự kiếm tìm, mua được ở những địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng, vui hơn là những đặc sản ấy, nơi khác không có hoặc rất khác biệt về chất lượng. Người đón nhận món quà cũng ước ao đến khu du lịch không chỉ nổi tiếng về cảnh quan mà còn vô cùng phong phú, đặc sản mang hương vị của biển cả và núi đồi. Con này con hải sâm ra hả cô? Đây. Bộ để ngâm đây. Bộ đây. Hai con sao đại dương, một con sao hoàng đế, một con bào ngư. Sao cả màu hồng, sao cả màu trắng, con chân gấu biển, một củ sâm. Con này con gì cơ? Hai hải sâm biên, con chân gấu biển. Chân gấu biển. Ba hồng sâm, hai ngọc sâm, một củ tắc kè đá, một quả dạ vàng. Tất cả bộ này 200.000. Con này 200. Cho mua con bỏ ngâm rượu ở đây cho. Không về nhà đó, giờ này đi ngâm biển khắp bạc. Ủa, bố cháu mới đi mua xong. Cụ mới mua một được cái bộ này về ngâm. Đây là con rắn à, rắn biển à? Đây, rắn này thôi. Đây. Đây là khô, rắn khô đúng không? Rắn khô. Bao nhiêu một cân ở chị? 3 cân 100. Quá rẻ luôn, hôm nay chị nhiều sữa. 3 cân 100 nghìn. 3 cân 100 nghìn ăn thoải mái. 33 nghìn một cân. Mua 30 nghìn bán ký đi. Con bỏ ký đi làm việc à? Con bỏ ký đắp. Con bỏ ký đi làm việc. Làm việc không có. Chiều nay cháy rồi. Kéo xanh không có. Nếu xanh không có, chiều nay chỉ có một ăn. Hôm nay đây được ăn là nước này. Đây 7.5. Thằng loại này là cá gì đấy? Cá đây là cá mối đấy. Cá mối. Đây đây là cá gì? Bóng biển. Bóng biển. Nước cái này, cái này có. Về chấm cá. Tôm. Chân thịt. Bún
Mắm này là bao nhiêu một lọ này? 35 tiền. Ừ. Chất luôn nữa. Chất luôn. Đâu? Tem mác đâu rồi? Ôi giời. Đây. Đang chơi em về em tiện quay. Đâu loại nào? Loại 180 à? Loại 180, loại 50, 90, loại 200. Xếp theo thứ tự giá cả. Giá cả rất mềm, ăn đến chất lượng. Đấy, sau một hồi giới thiệu thì giờ mới quay về bà chủ. Thôi, quay bà chủ không? Rồi, cái cá này là cá. Cá bò. Này, cá bò. Đó này là nguyên bản. Nè, lại còn khác nhau nữa. Khác nhau. Bò này ăn hơi, ăn ngọt, bò này ăn hơi đúng đúng. Đây là tép cua. Này là tép về nấu canh thôi. Nấu canh mình có lắm ở đây. Bò này thì canh bí. Bao nhiêu một cân như vậy nè? Này 120 cân. 120. Này phải đủ ra muối. Rồi. Rồi. Đấy nhá, vị trí ở đây nhá. Vị trí là Tuyến Thủy này. Đi thẳng cổng chợ vào lối rẽ thứ hai bên tay phải, rẽ phải. Chợ hải sản Cát Bà cung cấp rất đa dạng các mặt hàng về hải sản được đánh bắt tự nhiên và một phần nuôi tại các bãi nước. Chợ họp từ sáng tinh mơ đến tối và chợ họp cả ngày vì nhu cầu của người dân và nhà hàng, khách sạn, khách du lịch đến Cát Bà khá lớn. Từ sáng tinh mơ, những con tàu đánh bắt ngoài khơi cập cảng và chuyển toàn bộ hải sản đánh bắt được như tôm, mực, bề bề, các loại cá đều được tập kết về đây để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Đi vào chợ cảm nhận lúc nào dưới chân cũng nhớp nháp vì nước, những bình oxy sôi sùng sục cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho những chú ghẹ, chú tôm để đảm bảo luôn tươi ngon. Bà con tiểu thương buôn bán chủ yếu là người Cát Bà và vô cùng thân thiện. Du khách có thể thoải mái nói chuyện và khảo giá. Ở chợ có bán các loại cá từ cá lớn đến cá bé, từ cá thu đến cá rìa, từ tôm sú đến ngao, ngán, sò, cua ghẹ. Nói chung cái gì cũng có, chỉ cần có tiền là mua về đủ các loại hải sản. Tham khảo giá một số hải sản cũng như mọi mặt hàng khác, hải sản ở đây được chia ra nhiều loại giá tương ứng với số lượng con trên 1 kg, độ tươi, độ nguyên vẹn của hải sản. Ví dụ ngao hoa có 3 loại, 120.000 một cân, loại 90.000 một cân, loại 70.000 một cân. Giá ghẹ dao động từ 400 đến 600.000 một cân. Và cũng có giá rất rẻ từ 220.000 một cân về chỉ để nấu canh. Giá các loại đồ khô như cá chỉ vàng, cá mực, cá ngựa. Ví dụ cá mực khô dao động từ 400 đến 1.2 triệu, tùy vào số lượng con, phơi nắng và độ dày cũng như phấn nhiều hay ít sẽ có giá cụ thể của từng loại. Theo kinh nghiệm ăn mực khô của tôi thì cứ con nào nhỉnh hơn bàn tay mình dày phấn trắng là mua, vì chắc chắn đó sẽ ngọt lịm và thơm. Chợ Cát Bà quê hương của đặc sản núi rừng biển cả, đến với du lịch Cát Bà du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên về vùng đất với đa dạng và các đặc sản nổi tiếng mang đúng hương vị của miền biển cũng như miền rừng đảo nơi Cát Bà xinh đẹp hùng vĩ. Nơi đây được mọi người ví như thiên đường của chốn hạ giới, bởi du khách không chỉ được chiêm ngưỡng, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên mà du khách còn có cơ hội được thưởng thức nhiều đặc sản tươi và thơm ngon. Đặc biệt, các bạn có thể tham khảo trước các kinh nghiệm du lịch Cát Bà của các du khách đi trước để có thể có một chuyến tham quan thú vị. Đã đến Cát Bà, Hải Phòng thì đừng bỏ lỡ cơ hội đến khám phá khu ẩm thực hải sản ở chợ Cát Bà. Ở đây rất sẵn các loại hải sản như tu hài, cá giò, ghẹ, bề bề, hàu, thậm chí không thể thiếu ngọc trai. Cảm giác vô cùng thú vị khi du khách được rong ruổi trên vịnh, ghé vào các bè nuôi hải sản hay những tùng áng nơi người dân nuôi tu hài để được tự tay vớt lên những sản phẩm còn tươi nguyên. Chợ Cát Bà, một trong những địa chỉ tin cậy để du khách có thể tìm mua đặc sản làm quà tặng như cá thu một nắng, mực khô, mắm Cát Hải. Nhưng với đặc sản nước mắm Cát Hải, du khách có thể mua trên đường về hoặc qua trụ sở công ty ở thị trấn Cát Hải hay mua tại bất kỳ đại lý nào trên đảo. Mắm Cát Hải đều xịn,
Có một điều không thay đổi và trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân Cát Hải, rằng mắm Cát Hải là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới tay phải màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.